tôi thấy như vậy. Nhưng mà đừng có quá chấp, mình phải một thời đại á, mình phải ứng biến theo cái thời gian và thay đổi cái cách tu tập, cách sống. Đâu có phải thời gian nào cũng giống thời gian nào. Giống như ngày hôm qua sư phụ kể chuyện mà sư phụ ở một thời làm người dứa bơ á, lúc đó sư phụ đâu có quần áo đâu, giờ ấp lạnh quá trời, rồi cái da sư phụ nó đã dày rồi phải không, cái bao tử á nó nhỏ xíu à, có thể ăn một buổi có thể no 2-3 tuần luôn, sống rất là lâu mà ít không có bệnh nữa, thì họ nghĩ làm gì biết nhiều. Tôi rất là gần gũi mấy gì đó bên khắc sĩ mà trong vô vi, còn ở ngoài thì mấy ông thầy chắc nào cũng không có hiểu. Tại vì khi mà những vị tu cao thành thánh, thành Bồ Tát ở cõi vô vi mà có lệnh kỳ này, thụ dùng như có lệnh kỳ này, thụ đều tiếp xúc nói chuyện được các ngài, mình mới biết họ không có ở trên trời mà họ đang ở dưới trái đất của mình và đang sống chung với chúng ta. Trong đó có Phật Hoàng Trần Nhân Tông, có ngài Minh Đăng Quang, có bác Tiên. Bác Tiên là ông Văn Phiên, bác Tiên có hiểu tại hiện ngã trên núi mình, cái ông Lý Trung Quỳ á, à, rồi có Hòa Thượng Đức Công, có tổ sư Bồ Đề Đạt Ma mà nó ổng hiện hữu lắm, rõ ràng luôn. Mà có 18 vị A-la-hán trên núi mình, bố rồng là mấy con thấy thường rồi đó. Rồi những ngày đầu tiên ổng xuất hiện người ta không tin, người ta cứ nghĩ sư phụ là photoshop. Cái lúc đó thằng Trục TV với thằng Quang với thằng Dũng gì đó ở dưới Nam Cali nó lên, nó lấy cái hình, tại tụi nó làm truyền thông với phim ảnh nó biết, rồi nó ngồi nó phân tách mấy thằng khỉ đó, mấy thằng tin trời tin thật không, tụi nó tính gì á biết, mà nó muốn giống như để coi, để bắt bẻ sư phụ cái nó láo không đó. Và chính bản thân của nó đem đi những người professional, tụi nó quản hộp, nó không có thể nào làm được, đó là thiệt, tụi nó thừa nhận. Cái mấy người Nam Cali họ đâu có biết tù đâu. Rồi lúc đó bắt đầu sư phụ nhiều người biết rồi đó, thì họ muốn coi cái sư phụ có nổ không, phải không, không biết nổ là gì đâu. Thôi chỉ biết là đưa cái mặt cho ta chửi, ném trứng gà, cà chua thôi. Đâu có nổ như mấy người dưới này. Nổ đâu ít lợi gì đâu. Thôi muốn nổ á hả? Thôi, quá trời chuyện để nổ. Tôi bay dù